Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc đã chiếm được 3/4 diện tích của Biển Đông. Theo báo cáo mới nhất được một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post đưa tin, Bắc Kinh đã sở hữu gần 90% diện tích của Biển Đông và Trung Quốc vui mừng khi tự hào vì điều này. Theo các nhà quan sát cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục thâu tóm các thực thể ở Biển Đông, nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông vào tay Bắc Kinh. Khi làm được điều đó, Trung Quốc mới có thể tự tin để nuôi tiếp tham vọng làm bá chủ của thế giới vào năm 2050. Theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Bí thư ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ tiếp tục thâu tóm các thực thể ở Biển Đông và họ sẽ sử dụng các căn cứ này để phô trương sức mạnh và thực hiện hành vi đe dọa. Liệu Trung Quốc có thực sự bảo vệ các thực thể cũng như có kế hoạch gì sắp tới? Trung Quốc đã thiết lập nhiều cơ sở quân sự ở Biển Đông, chủ yếu ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Trường Sa, Trung Quốc đã xây dựng các sân bay tại bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn và bãi đá Chữ Thập, cùng với hạ tầng tên lửa, radar và máy bay trực thăng ở một số thực thể nhỏ hơn. Tại Hoàng Sa, Trung Quốc đã thiết lập một cơ sở quân sự quan trọng ở đảo Phú Lâm, cũng như các cơ sở radar và máy bay trực thăng ở một số khu vực khác. Tất cả các khu vực nói trên, Trung Quốc đều không có quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng đó. Các vùng đó Trung Quốc có được là do lấn chiếm và chiếm đoạt được từ vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng các cơ sở hạ tầng trên khắp vùng Biển Đông cho thấy Trung Quốc có thể mở rộng sự hiện diện quân sự trong tương lai. Các căn cứ lớn hơn như bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn, bãi đá Chữ Thập và đảo Phú Lâm có các cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc quản lý máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu và tàu tuần tra lớn, những tên lửa radar cũng như máy bay mở rộng tầm bắn của quân đội Trung Quốc rải khắp trên Biển Đông trong thời gian vừa qua. Một số đảo là cơ sở cho hệ thống tên lửa có tên là SAM của Trung Quốc và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tên là GLCM của Bắc Kinh. Những tên lửa này nhằm biến Biển Đông trở thành một khu vực chết người đối với tàu chiến và máy bay của Mỹ khi không có khả năng tàng hình hoặc không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Tuy nhiên, làm sao để cho các hệ thống tên lửa trên có thể sống sót trong một cuộc xung đột? Tên lửa trên đất liền sống sót sau một cuộc tấn công trên không vì chúng có thể ẩn nấp giữa những ngọn đồi, khu rừng, tầng lớp bao phủ tự nhiên khác. Trong khi đó, các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc không có lớp bao phủ tự nhiên và ngay cả các cơ sở phòng thủ nhân tạo cũng không thể sống sót sau một cuộc tấn công phối hợp. Về không lực của Trung Quốc, 4 cơ sở quân sự lớn ở Biển Đông có khả năng phục vụ hoạt động cho máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra và máy bay cảnh báo. Khả năng sử dụng các sân bay này giúp mở rộng hiệu quả phạm vi áp dụng chiến tranh với cả Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, cho phép Trung Quốc chuyển dữ liệu mục tiêu đến các bệ phóng của tên lửa ở trên biển và các máy bay chiến đấu sẽ khiến các vùng trời ở Biển Đông nguy hiểm hơn, cũng như đe dọa các tàu chiến của Mỹ ở khoảng cách xa với tên lửa hành trình của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xảy ra xung đột, độ bền của sân bay phụ thuộc vào sự có sẵn của vật liệu và thiết bị để tái thiết sau một cuộc tấn công. Không rõ các đảo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông có hệ thống trú ẩn máy bay hay không, để đủ mạnh tiếp tục hoạt động sau các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng như bom của Mỹ. Ngoài ra, tín hiệu của hệ thống tên lửa có tên là SAM và GLCM cũng như máy bay chiến đấu của Trung Quốc phụ thuộc chính vào dữ liệu của radar, khi mà radar có vai trò quan trọng mà các đảo trên Biển Đông của Trung Quốc cung cấp cho quân đội của nước này. Việc lắp đặt hệ thống radar giúp cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về không gian chiến đấu cho Trung Quốc ở các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Năng lực quân sự của các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông phụ thuộc vào sợi dây liên lạc với cả đại lục. Hầu hết các hòn đảo không có kho dự trữ hậu cần rộng lớn, cũng như khả năng bảo đảm an toàn. Khi xảy ra xung đột, các đảo này phải luôn được cung cấp đầy đủ nhiên liệu, thiết bị và đạn dược. Đây là một gánh nặng đối với năng lực vận tải của Trung Quốc. Sự tốn kém trong việc tiếp tế cho các hòn đảo này xảy ra chiến tranh khiến các đảo ở Biển Đông trở thành một sự lãng phí, vì các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông không di động và không đủ lớn để che giấu trang thiết bị quân sự, nên Mỹ có thể lập bản đồ chi tiết về các cơ sở quân sự trên mỗi hòn đảo ở Biển Đông và có thể theo dõi các lô hàng thiết bị quân sự trở đến các đảo này. Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay của Mỹ sẽ dễ dàng tấn công các đảo của Trung Quốc vì tên lửa không yêu cầu dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực.
các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có một số liên quan về mặt quân sự, song quan trọng hơn các đảo này là công cụ để Trung Quốc khẳng định yêu sách chính trị đối với hàng hải, tài nguyên ở Biển Đông. Về mặt quân sự, các đảo này là lớp vỏ cho hệ thống A2 và AD của Trung Quốc có thể phá vỡ sự tự do hành động của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn khó có thể cản bước hải quân và không quân của Mỹ bởi vì trên thế giới, Mỹ vẫn đứng số 1 về quân sự. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay tiến vào Biển Đông và áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép và phi pháp ở ngoài Biển Đông. Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa vào sát các đảo nhân tạo cơ nới ở Biển Đông. Việc cho tàu tuần duyên cũng như tàu khu trục và tàu sân bay thực hiện quyền tự do đi lại trên vùng biển có tranh chấp giữa Trung Quốc với một số nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á diễn ra vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đang gay gắt trong quan hệ kinh tế và thương mại. Hoạt động mới nhất của tàu khu trục này nhiều khả năng sẽ biến Bắc Kinh thêm tức giận, căng thẳng lên đỉnh điểm vào hôm tuần trước, khi cả Bắc Kinh lẫn Washington đều tuyên bố trả đũa lẫn nhau về việc tăng thuế đánh vào lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước kia. Trung Quốc coi tranh chấp trên Biển Đông cũng như giải quyết những khúc mắc với Mỹ trên Biển Đông là một trận thứ hai sau chiến tranh thương mại với cả Mỹ. Với việc để tàu khu trục Wenli cũng như các tàu sân bay cỡ lớn của Trung Quốc thực thi quyền tự do đi lại trên Biển Đông, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Mỹ nói là nhằm thách thức các yêu sách quá quắt của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và bảo toàn quyền tiếp vận và tuyến đường biển theo quy định của luật pháp quốc tế. Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục đấu khẩu về những điều mà Washington nói về việc Bắc Kinh quân sự hóa ở Biển Đông qua việc xây cất các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo và các bãi đá ở đây. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích của Biển Đông, nơi các nước khác trong khu vực gồm Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Thưa quý vị, như vậy là Trung Quốc đã chiếm 90% diện tích vào tay của Bắc Kinh và trong thời gian tới Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông và muốn chiếm thêm một vài diện tích ở Biển Đông nữa vào tay của Trung Quốc. Hòng thực hiện được tham vọng độc chiếm Biển Đông và đó cũng là ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Bí thư ông Tập Cận Bình. Và ông Tập Cận Bình muốn đưa đất nước của Trung Quốc vào tầm cỡ của thế giới, tức là đứng top 1 của thế giới vào năm 2050. Để làm được điều này, Trung Quốc phải chiếm trọn Biển Đông bởi vì Biển Đông rất quan trọng với cả Trung Quốc. Vì thế, trong thời gian vừa qua, tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước lớn trên toàn thế giới đã phản ánh kịch liệt những cái hành động ngang ngược, phi lý và trái với luật pháp của quốc tế. Nhưng phía Trung Quốc vẫn để ngoài tai và không tôn trọng những cái phán quyết của tòa trọng tài cũng như những nhận xét bình phẩm phản ánh của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng chiếm trọn Biển Đông vào tay mình. Không biết trong thời gian tới, Mỹ và các đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ và các nước lớn trên thế giới có can thiệp được vào vấn đề Biển Đông hay không? Và đuổi được phía Trung Quốc ra khỏi Biển Đông hay không thì thời gian sẽ có câu trả lời. Và khi có thông tin chính xác nhất, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo của chương trình. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.